Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 4 tháng 7, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 2 và triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2017. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tiến hành hội nghị lần thứ 8 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Khánh thành cầu vượt sông Tam Bạc và đón nhận kỷ lục cầu vượt sông thi công trong thời gian ngắn nhất. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 2, phương hướng nhiệm vụ quý 3 năm 2017. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình cùng đại diện các sở ngành đơn vị liên quan. Báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cả nước tiếp tục có chuyển biến tích cực, giao thông trong các đô thị lớn và trên các tuyến quốc lộ trọng điểm tiếp tục được duy trì ổn định, tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, tồn tại nhiều điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao các bộ ngành địa phương đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trước những diễn biến rất phức tạp gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn hiện nay, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, các bộ ngành địa phương đánh giá đầy đủ chính xác tình hình, nêu rõ những bất cập, đề xuất giải quyết các vướng mắc nhằm tăng cường hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Xây dựng quy chế hoạt động, hoàn thiện nghị quyết về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2017-2021. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về tải trọng, quản lý giao thông đường thủy, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, có biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt. Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ, đường thủy, xây dựng văn hóa giao thông. Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tiến hành hội nghị lần thứ 8 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị, cùng dự có đại diện các ban Trung ương Đảng. Trong 6 tháng đầu năm, Nghị quyết 02 của Thành ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2017 đã được Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung lãnh đạo chỉ đạo cụ thể quyết liệt. Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tập trung cao, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện với nhiều đổi mới mạnh mẽ về tư duy, cách làm sáng tạo và đã đạt kết quả vượt bậc, nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cả nước. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của thành phố đạt mức tăng trưởng cao hơn so với bình quân chung cả nước và các địa phương trọng điểm kinh tế khác, nổi bật là tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 13,26%, cao nhất trong 10 năm gần đây, thu ngân sách nội địa tăng 17%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,08%. Chủ đề 5, tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đạt nhiều kết quả tích cực. Các dự án công trình trọng điểm của Trung ương và thành phố bảo đảm tiến độ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, công tác an sinh phúc lợi xã hội tiếp tục được thành phố quan tâm chú đáo. Các mặt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân được chú trọng, đạt kết quả khá toàn diện. Nhân dân thành phố phấn khởi tin tưởng vào sự phát triển của thành phố, đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành và tích cực ủng hộ các chủ trương của thành phố. Các ý kiến tại hội nghị đánh giá cao những chủ trương mới của thành phố trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, phân cấp đầu tư công. Để hoàn thành toàn diện và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017 với yêu cầu mức tăng trưởng kinh tế phải gấp 2 đến 3 lần mức tăng trưởng bình quân cả nước, các ý kiến tại hội nghị thống nhất phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chủ đề 5 tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, coi đây là giải pháp số 1 quyết định sự thành công của năm 2017. Hoàn thiện quy trình thủ tục trình chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục tập trung nguồn lực và sự chỉ đạo điều hành để bảo đảm các dự án công trình trọng điểm, kết cấu hạ tầng được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, tăng cường quản lý phát triển chỉnh trang đô thị, đầu tư nguồn lực hợp lý cho giáo dục đào tạo, văn hóa, y tế, khoa học công nghệ, an sinh xã hội.
thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, các cấp ngành địa phương đơn vị theo hướng thiết thực hiệu quả. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của toàn Đảng bộ chính quyền nhân dân thành phố đã đem lại những kết quả tích cực toàn diện trong 6 tháng đầu năm. Chúng ta thống nhất là trong cái điều kiện chung của nền kinh tế cũng như trong cái điều kiện chung của thành phố, thách thức khó khăn đan xen những thuận lợi. Và đối với thành phố chúng ta thì mục tiêu của chúng ta đưa ra cho năm 2017 là rất cao so với bình quân chung của cả nước. Thế rồi chúng ta cũng thống nhất đánh giá là đối với thành phố Hải Phòng thì bên cạnh những cái khó khăn, chúng ta cũng có những cái thuận lợi rất cơ bản. Đó là kết cấu hạ tầng giao thông, đó là những cái kết quả đã đạt được của năm 2016 tạo nền móng cho chúng ta để chúng ta phát triển cho năm 2017 với tốc độ cao hơn. Cái thứ hai ấy, là chúng ta thống nhất đánh giá trong 6 tháng thì cái phương thức lãnh đạo chỉ đạo điều hành từ Thành ủy tới Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cho tới các cấp, các ngành, các địa phương chúng ta đổi mới mạnh mẽ với cái phương châm là đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sát với yêu cầu công việc mà thực tiễn thành phố chúng ta đặt ra. Chúng ta đã lựa chọn chúng và đúng các vấn đề đang là điểm nghẽn về phát triển kinh tế xã hội của thành phố chúng ta. Thì như là cái chúng ta thu phí hạ tầng kết cấu giao thông. Đây là vấn đề mà tạo ra cái nguồn lực cho thành phố chúng ta không chỉ là năm 2017 mà còn cho những năm tiếp theo. Chúng ta hiện thực hóa được cái tiềm năng của thành phố cảng biển trở thành cái nguồn lực thực tế để chúng ta xây dựng thành phố. Trong 6 tháng chúng ta đã bám sát các cái yêu cầu trên cái cơ sở cái nghị quyết 32 rồi chúng ta cũng đã trình với các bộ ngành trung ương, với chính phủ, với quốc hội và được quốc hội ban hành nghị quyết cho Hải Phòng chúng ta được hưởng một cái cơ chế tài chính đặc thù tạo một cái nguồn lực mới để chúng ta chủ động hơn trong phát triển kinh tế xã hội cho những năm tiếp theo. Trong 6 tháng các ông chí thấy là cái kết cấu hạ tầng giao thông, cái thu hút đầu tư, cái giải phóng mặt bằng đều đạt được những kết quả rất phấn khởi. Về những cái kết quả cụ thể đấy thì GDP là chúng ta tăng gấp hơn 2 lần. Rồi tốc độ tăng trưởng công nghiệp cũng rất là cao. Và tốc độ xuất nhập khẩu tăng trưởng cũng 21%. Đặc biệt là thu ngân sách là cái điểm yếu nhất của Hải Phòng trong nhiều năm qua. Thì 6 tháng năm nay lần đầu tiên chúng ta đạt trên 10.000 tỷ đồng thu nội địa, trên 34.000 tỷ đồng tổng thu ngân sách. Thế và so với lại dự toán Hội đồng nhân dân thành phố chúng ta đạt 47%, nhưng mà so với dự toán trung ương thì chúng ta đã đạt 56%. Đây là cái rất đáng mừng trong cái quản lý thu ngân sách của địa phương. Kết cấu hạ tầng giao thông thì chúng ta có những cái cách làm mới với tinh thần là quyết liệt, dám nghĩ dám làm. Bây giờ một cây cầu từ 26 tháng chúng ta rút còn 6 tháng, tới nay bám sát tiến độ. Rồi cái nguồn lực đầu tư cầu Tam Bạc 55 ngày xong một cây cầu và khởi công những công trình mà trong nhiều năm chúng ta đang rất là mong chờ là cái đường ven biển cũng đã được khởi động. Tới đây chúng ta sẽ giải phóng mặt bằng và khởi công. Rồi cầu Phao Hàn, cầu Phao Đăng trong kế hoạch chúng ta dự kiến là 2020 khánh thành, nhưng với cái tinh thần quyết tâm rất là cao thì chúng ta sẽ đưa vào khởi công ngay từ tháng 6 và khánh thành vào cuối năm nay. 31 tháng 12 là chúng ta sẽ khánh thành cầu Phao Hàng, cầu Phao Đăng. Cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm thì cũng cuối năm nay chúng ta khánh thành. Rồi chúng ta khởi công cây cầu Hoàng Văn Thụ bằng nguồn ngân sách của thành phố. Tất cả những cái kết cấu hạ tầng giao thông lần này là chúng ta đầu tư bằng những nguồn xã hội hóa và bằng những nguồn lực của thành phố. Về thu hút đầu tư có thể nói là đạt được kết quả rất tốt đẹp. FDI tuy chưa đạt được yêu cầu thì chúng ta cũng đạt được hơn 600 triệu. Và tới đây còn nhiều dự án, ví dụ cái Ion đang chuẩn bị vào. Rồi các doanh nghiệp lớn có thể nói rất tin tưởng về thành phố và đang tập trung đầu tư những dự án hiệu quả. Thì Sun Group sẽ tập trung cao vào Cát Bà rồi. Ở khu công nghiệp Đình Vũ chúng ta cũng đang triển khai 520 ha. Thế và chúng ta đang tập trung thu hút để đầu tư một nhà máy sản xuất ô tô vào khu vực Cát Hải. Phải nói là trong 6 tháng cái xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Rồi chúng ta cũng quan tâm tới
các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công, triển khai cái kế hoạch để chúng ta tổ chức tiến tới kỷ niệm 75 ngày thương binh liệt sĩ chu đáo hơn, và cái tất cả các cái công tác chuẩn bị cũng như là cái mức hỗ trợ quà tặng rất cẩn thận, rất chu đáo. Một cái điểm nữa có thể nói là công tác xây dựng đảng, chính quyền cũng đạt được những cái kết quả hết sức là quan trọng. Các lĩnh vực về tư pháp, nội chính, về an ninh chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn chúng ta chủ động được. Công tác xây dựng đảng thì chúng ta triển khai rất nhiều nghị quyết chu đáo, cẩn thận. Công tác cán bộ cũng đạt được những kết quả ổn định lại cái bộ máy. Một số cái tồn tại thì thu hút đầu tư FDI cũng như phát triển công nghiệp. Bám sát cái yêu cầu nghị quyết đấy là chúng ta phải phát triển mạnh mẽ hơn các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư. Thì có thể nói là trong 6 tháng vừa qua cái này chưa được mạnh đâu, chưa được đầu tư quyết liệt. Thì đề nghị là cái chương trình phát triển công nghiệp thương mại dịch vụ là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà nghị quyết đại hội 15 chúng ta đã đề ra. Cho nên là các địa phương, rồi các ngành, các ông chí hết sức chủ động. Ủy ban dân thành phố, các ông chí phải chia ra mỗi một năm phấn đấu làm bao nhiêu. Để làm sao mà từ nay tới 2020 chúng ta có được một cái quỹ đất, chúng ta thu hút đầu tư. Cái thứ hai đấy, chúng ta thống nhất đánh giá là cái giải phóng mặt bằng tuy là đã làm được rất là tốt, nhưng mà với cái tốc độ phát triển cao thì chưa đáp ứng được yêu cầu. Một cái điểm nữa đấy, thì có thể nói là cái cơ chế chính sách còn nhiều bất cập, rồi đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được cái yêu cầu phát triển trong cái giai đoạn này. Kế hoạch đầu tư công triển khai còn chậm, thì quản lý đô thị, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên môi trường chúng ta còn bất cập. Cái đầu tư công ấy thì phải nói là cái yêu cầu từ khi có luật đầu tư công tới nay đấy, là hầu như chúng ta đều chậm. Mà trong khi đó cái kế hoạch đầu tư công là cực kỳ quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố chúng ta cho cái giai đoạn tới đây. Cái này cũng là cái bài học để chúng ta rút kinh nghiệm. Và từ đây cho đến 30 tháng 10 triển khai cái kế hoạch đầu tư công các dự án cho năm 2018 rất là lớn. Thì các ngành cũng nhận rõ là cái này để chúng ta tập trung và lãnh đạo chỉ đạo. Thế còn với 6 tháng cuối năm thì chúng ta cũng xác định mục tiêu của chúng ta, vị trí vai trò của Hải Phòng với cái lợi thế như thế này đòi hỏi phải phát triển với tốc độ cao hơn như Thủ tướng đã chỉ đạo chúng ta. Làm sao mà năm nay bình quân cả năm Hải Phòng phải trên 14%, và như vậy là 6 tháng cuối năm phải phát triển trên 15%, chúng ta mới đạt được cái 14%. Thì trên tinh thần đấy thì đề nghị là thành ủy chúng ta tập trung cao, quyết tâm cao để thực hiện được cái mục tiêu này. Về các giải pháp thì cũng đã phân tích rất là kỹ, thì tôi nhấn mạnh mấy cái giải pháp như thế này. Thứ nhất đấy là chúng ta phải tiếp tục tăng cường quản lý cái ngân sách, cả về đầu thu và cả về chi. Giải pháp thứ hai đấy là chúng ta tập trung cao để tạo điều kiện mọi mặt cho các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa, như tập trung cao về cái môi trường đầu tư để phát triển các cái động lực của thành phố. Ví dụ như khu vực thu hút cho Cát Bà, khu vực cho Cát Hải, khu vực cho Đồ Sơn, rồi khu vực cho Bắc Sông Cần. Một cái điểm nữa là kết cấu hạ tầng giao thông, các công trình trọng yếu của thành phố. Ví dụ như quốc lộ 10, rồi tới đây là đường ven biển, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Hàn, cầu Đăng. Các công trình khác chúng ta đang chuẩn bị triển khai. Thì đề nghị là tập trung thật cao về giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn. Đầu tư công thì cũng thống nhất với các ông chí là phân cấp mạnh hơn. Thì chỗ này sở kế hoạch đầu tư, rồi ủy ban nhân dân, các ông chí ra soát lại. Cái phương châm là thế này, chúng ta quản lý những dự án lớn, dành thời gian để chúng ta nghĩ. Thế còn những cái dự án nhỏ trên địa bàn thì phân cấp. Về công tác xây dựng đảng, chính quyền, về mặt trận tổ quốc, về các lĩnh vực khác thì như chúng ta đã thấy là 6 tháng tốt rồi. Nhưng mà phải nói cũng còn nhiều cái tồn tại, thì 6 tháng cuối năm chúng ta tập trung cao hơn. Trước hết là công tác kiểm tra, công tác nội chính trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, rồi trên cơ sở cái nghị quyết Trung ương 4 chúng ta rà soát từ nay cuối năm. Thứ hai là tổ chức cán bộ, thì cũng đề nghị các ông chí là từ nay tới cuối năm thành ủy, ban thường vụ thành ủy cũng sẽ dành khá nhiều thời gian cho công tác
củng cố bộ máy, kiện toàn công tác tổ chức của các ngành, các địa phương và hướng tới để chúng ta chuẩn bị cho bộ máy cho nhiệm kỳ 2020-2025. Một cái điểm nữa là chúng ta tập trung cao để chỉ đạo các kỳ họp Hội đồng Nhân dân. 11 chúng ta khai mạc kỳ họp thứ 5. Rồi có thể trong từ nay tới cuối năm thì sẽ có một cái kỳ họp bất thường để chúng ta triển khai một số chuyên đề. Một cái điểm cuối cùng thì tôi đề nghị là Thành ủy chúng ta tập trung cao cho cái kỷ niệm 75 ngày Thương binh Liệt sĩ. Hội nghị Thành ủy đã thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, thực hiện đầu tư công theo tinh thần phân cấp mạnh mẽ. Tổng nguồn vốn đầu tư công gồm cả vốn trung ương và vốn thành phố giai đoạn 2016-2020 là hơn 66.862 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tổng công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Trường và Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng tổ chức khánh thành cầu vượt sông Tam Bạc và đón nhận kỷ lục cầu vượt sông thi công trong thời gian ngắn nhất. Công trình do ông Tạ Quyết Thắng, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Trường tự bỏ vốn đầu tư xây dựng và thi công tặng nhân dân thành phố Hải Phòng. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Khởi công ngày 3 tháng 4 năm 2017 với nỗ lực tâm huyết cùng những giải pháp thi công tối ưu, công nghệ thi công hiện đại, công trình cầu vượt sông Tam Bạc đã hoàn thành chỉ sau 50 ngày thi công, xác lập kỷ lục công trình cầu vượt sông có thời gian thi công ngắn nhất từ trước đến nay. Theo thiết kế, cầu có chiều dài 130 m, rộng 26,4 m, trong đó phần dành cho xe cơ giới rộng 10 m và phần đường dành cho người đi bộ mỗi bên rộng 8,2 m, được đầu tư đồng bộ hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng mỹ thuật. Tổng vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng. Công trình khi hoàn thành sẽ mở ra một trục giao thông mới kết nối khu vực trung tâm thành phố với nhiều khu vực lân cận bị cách ly bởi sông Tam Bạc. Đặc biệt, cây cầu được đánh giá sẽ góp phần mở rộng, thay đổi, chỉnh trang toàn diện không gian bờ hồ Tam Bạc, rút ngắn thời gian đi lại giữa phố Trần Nguyên Hãn và phố Trương Dương, khu vực Hạ Lý, quận Hồng Bàng. Phát biểu tại lễ khánh thành công trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng trân trọng cảm ơn, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao Tổng công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Trường đã tâm huyết trách nhiệm xây dựng tặng nhân dân thành phố một công trình hết sức ý nghĩa, tạo kết nối giao thương trong khu vực và bảo đảm an sinh xã hội. Sự nỗ lực của doanh nghiệp, sự vào cuộc của các cấp ngành địa phương đơn vị và sự ủng hộ của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng đã góp phần quan trọng tạo điều kiện để công trình thi công bảo đảm chất lượng và vượt tiến độ đề ra. Trước yêu cầu về công tác chỉnh trang đô thị nói chung, chỉnh trang khu vực giải trung tâm thành phố nói riêng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục triển khai các phần việc thuộc trách nhiệm, làm tốt công tác xã hội hóa, kêu gọi sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, góp sức cùng xây dựng thành phố theo hướng văn minh hiện đại. Nhân dịp này, đại diện Tổ chức Kỷ lục gia Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục công trình cầu vượt sông có thời gian thi công ngắn nhất cho đại diện Tổng công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Trường. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Thanh Sơn chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu Châu Hồng Hà tỉnh Vân Nam Trung Quốc do ông Hạ Đức Ngân, Phó Châu trưởng chính quyền Châu Hồng Hà làm trưởng đoàn tới thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng. Cùng đi có đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Trong chuyến học tập và khảo sát tại Việt Nam, đoàn đại biểu Châu Hồng Hà tìm hiểu hệ thống cảng biển, mạng lưới dịch vụ logistics tại Hải Phòng. Trên cơ sở phát huy hiệu quả mối quan hệ hai hành lang một vành đai Việt Nam Trung Quốc, phía Châu Hồng Hà mong muốn tiếp tục hợp tác với Hải Phòng về một số lĩnh vực, trong đó sẽ sớm thúc đẩy hàng hóa từ phía Tây Nam Trung Quốc qua cảng Hải Phòng sang các nước châu Âu, phát triển dịch vụ logistics, tạm nhập tái xuất và hình thành các tuyến đường vận chuyển đa phương tiện giữa hai bên. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Thanh Sơn chia sẻ, Châu Hồng Hà là một trong những địa phương có diện tích và dân số lớn của tỉnh Vân Nam, do đó nhu cầu vận chuyển hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế có rất nhiều tiềm năng. Hải Phòng đang đẩy nhanh xây dựng cảng nước sâu và khu phi thuế quan nên sẽ đáp ứng hiệu quả nhu cầu từ phía bạn. Với nhiều chính sách ưu đãi, hội tụ đủ 5 loại hình giao thông, thành phố sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Châu Hồng Hà tìm hiểu đầu tư tại Hải Phòng. Hai bên sẽ xây dựng lộ trình cụ thể để hiện thực hóa các chương trình hợp tác trong tương lai. Những ngày này, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn tiếp tục được các cấp ngành địa phương đơn vị tổ chức với nhiều hình thức, góp phần tri ân cống hiến của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Tới thăm các bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ngô Quyền thăm hỏi sức khỏe và trân trọng tặng quà, chúc các mẹ mạnh khỏe, là chỗ dựa tinh thần động viên con cháu phát huy truyền thống gia đình, tích cực thi đua, lao động sản xuất, cống hiến cho xã hội. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ngô Quyền tặng 2 sổ tiết kiệm và chỉ đạo các cấp hội cơ sở tặng 15 sổ tiết kiệm, tổ chức thăm tặng quà các gia đình chính sách với tổng số tiền 70 triệu đồng, hỗ trợ xây sửa nhà ở cho 2 gia đình với kinh phí 30 triệu đồng. Tại huyện Vĩnh Bảo, Hội Chữ Thập Đỏ huyện và Phòng Khám Đa Khoa Bình Dân, thôn Nam Am, xã Tam Cường tổ chức khám bệnh nhân đạo và cấp thuốc miễn phí cho 400 người thuộc diện chính sách, nạn nhân chất độc da cam và người nghèo đến từ 8 xã. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần giúp các đối tượng chính sách tiếp cận với dịch vụ y tế, đồng thời thể hiện sự tri ân người có công với cách mạng, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, các xã thị trấn đoàn thể huyện An Lão đang tích cực triển khai xây sửa nhà cho các gia đình thương binh liệt sĩ và đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Theo quyết định số 22 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng xây sửa nhà ở, thì các trường hợp sửa nhà sẽ được hỗ trợ 20 triệu đồng một hộ, xây nhà được hỗ trợ 40 triệu đồng một hộ. Năm 2017, bên cạnh các hộ đủ điều kiện được nhận kinh phí hỗ trợ theo quy định, qua kiểm tra rà soát, huyện An Lão có 10 hộ chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở xuống cấp, hư hỏng nặng, cần sửa chữa và xây mới ngay. Vì vậy, bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ theo quyết định 22, huyện An Lão đã huy động sự ủng hộ của các cơ quan đoàn thể và đóng góp của các tập thể cá nhân hảo tâm để sửa chữa 2 căn nhà, xây mới 8 căn nhà với giá trị khoảng 140 triệu đồng một căn. Tôi rất vui được cái sự quan tâm của các cái tổ chức đoàn thể để hỗ trợ gia đình xây dựng một ngôi nhà. Trước hết để chúng tôi nương tựa, hai nữa là để thờ cúng các cơ phong linh của liệt sĩ. Theo thống kê, tổng số người có công và thân nhân người có công với cách mạng của huyện An Lão là 4.500 trường hợp. Năm 2013, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt lần 1 cho 1.056 hộ được nhận kinh phí xây sửa nhà. Đến năm 2016, có thêm 924 hộ được phê duyệt. Các cái chủ hộ là người có công, thân nhân người có công là rất là trân trọng các cái tình cảm và sự ủng hộ của các cái cấp ngành đoàn thể. Và khi mà người ta được nhận các cái nguồn đó và cùng với cái nguồn lực của họ để họ sẽ thực hiện là xây sửa nhà, hay được một cái nhà khang trang, kiên cố để trước cái lễ kỷ niệm 27 tháng 7. Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ thể hiện sự tri ân của Đảng và Nhà nước đối với người có công và thân nhân người có công. Trên cơ sở đó, huyện An Lão đã kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp của các cơ quan đơn vị, cá nhân hảo tâm để có thêm kinh phí sửa chữa, xây mới nhà cho các gia đình chính sách. Sau hơn 5 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Tiên Lãng đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Người dân bước đầu được thụ hưởng lợi ích từ chương trình mang lại. Tuy nhiên, việc hoàn thành các tiêu chí còn lại của địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn do đây là những tiêu chí đòi hỏi nguồn kinh phí lớn. Đây là một trong những tuyến đường đang bị xuống cấp tại xã Đông Hưng. Lòng đường hẹp, lồi lõm, nhiều ổ gà ổ voi. Trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa thì ngập nước. Được biết, trong các buổi tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân, người dân địa phương đã kiến nghị rất nhiều về thực trạng đường giao thông xuống cấp. Tuy nhiên đến nay, tuyến đường vẫn chưa được nâng cấp sửa chữa. Đường này xuống cấp 10 năm nay rồi, tai nạn cũng có, nhất là các cháu đi học, rồi mưa, rồi thì là đi rồi nước nó bắn lên rồi nó trơn rồi thì tuột bánh xe ngã. Năm 2017, Đông Hưng được chọn là một trong 4 xã về đích nông thôn mới của huyện Tiên Lãng. Thời gian qua, xã đã tập trung mọi nguồn lực, huy động người dân tham gia với quyết tâm hoàn thành các tiêu chí. Đến nay, xã đã đạt 15 trên 19 tiêu chí. Trong số 4 tiêu chí chưa hoàn thành, thì tiêu chí giao thông đang gặp khó khăn khi tuyến đường trục chính đang ngày càng xuống cấp. Đối với địa phương, chỉ có xã hội hóa một cái phần kinh phí nào, nhưng không được nhiều, cũng chưa đáp ứng được. Đề nghị thành phố, huyện sớm cho các xã có con đường này được nâng cấp cải tạo lại để đảm bảo công tác giao thông, và nhất là công tác phòng chống lụt. Thời gian tới, bên cạnh nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, thì các cấp ngành cần tiếp tục quan tâm tạo điều kiện có cơ chế phù hợp nhất về nguồn vốn, góp phần để Đông Hưng sớm hoàn thành 19 tiêu chí để về đích chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi tiếp tục công bố danh sách các doanh nghiệp nợ thuế lớn tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2017 do Cục Thuế Hải Phòng cung cấp.
Công ty cổ phần xây dựng công viên cây xanh Hải Phòng, địa chỉ 50/1 khu chung cư số 1, xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng, nợ 195 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Logistics M&M, địa chỉ 62 lô 16 MR Trung Hành 5, quận Hải An, Hải Phòng, nợ 195 triệu đồng. Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ Lê Lai, địa chỉ xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nợ 173 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải biển Hùng Thủy, địa chỉ 529 Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, nợ 167 triệu đồng. Công ty cổ phần giấy Hoàng Hà, Hải Phòng, địa chỉ 194 đường Kiều Hạ, quận Hải An, Hải Phòng, nợ 166 triệu đồng. Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18-7, địa chỉ 245 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, nợ 165 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Nam Dương, địa chỉ 585A Ngô Gia Tự, quận Hải An, Hải Phòng, nợ 157 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỳ Ý, địa chỉ 20A/417 Đà Nẵng, quận Hải An, Hải Phòng, nợ 156 triệu đồng. Công ty cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Vĩnh An, địa chỉ 54/43 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng, nợ 143 triệu đồng. Chi nhánh công ty cổ phần kính Kala, nhà máy kính Kiến An, địa chỉ 146 Hoàng Quốc Việt, quận Kiến An, Hải Phòng, nợ 140 triệu đồng. Lãnh đạo Công an thành phố vừa khen thưởng cán bộ chiến sĩ Vân đội 2, Phòng Cảnh sát Đường Thủy đã lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm và thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Từ 19 đến 25 tháng 6, cán bộ chiến sĩ Vân đội 2 đã vận động nhân dân giao nộp 4 khẩu súng tự chế, 2 bánh pháo, 5,5 kg thuốc nổ, 4 kíp nổ và 4 vũ khí thô sơ. Trong đó, lần đầu Phòng Cảnh sát Đường Thủy thu giữ được một khẩu súng bắn đạn bi sắt bằng khí ga, có lực bắn mạnh gấp nhiều lần súng bi nhựa thông thường nên rất nguy hiểm. Cùng thời gian này, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã vận động đối tượng Phạm Khắc Hùng sinh năm 1991, trú tại thôn 3, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên ra đầu thú sau hơn 2 tháng bị truy nã về tội đánh bạc. Trước đó cũng đã phát hiện bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Học sinh năm 1989, trú tại thôn Băng Hà, xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 96 viên ma túy tổng hợp. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Với chủ đề Hợp tác thiết thực cùng có lợi, Diễn đàn Năng lượng sạch Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á lần thứ 3 đã khai mạc ngày hôm qua tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tại diễn đàn, đại diện các nước đề xuất hình thành cơ chế chia sẻ thông tin về năng lượng sạch giữa khối ASEAN và Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương trong lĩnh vực năng lượng tái sinh và năng lượng sạch, xúc tiến việc cụ thể hóa các chính sách ưu đãi và tiêu chuẩn hóa công nghệ. Tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa diễn ra với tốc độ nhanh khiến nhu cầu năng lượng tăng cao. Do đó, tìm kiếm và khai thác các nguồn năng lượng sạch mới, hạn chế lượng khí thải carbon trở thành xu hướng phát triển tất yếu của các nước trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Diễn đàn lần này là cơ hội tốt để các nước ASEAN và Đông Á tìm kiếm cơ hội hợp tác rút ngắn khoảng cách phát triển trong lĩnh vực khai thác năng lượng cùng hành động vì tương lai tăng trưởng không carbon. Phiên họp lần thứ 41 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO vừa khai mạc tại Ba Lan với sự tham dự của gần 1.000 đại biểu đến từ 21 nước thành viên, hơn 120 nước quan sát viên cùng nhiều tổ chức phi chính phủ trên khắp thế giới. Mục đích của phiên họp năm nay là đoàn kết sức mạnh và tăng cường ý thức của toàn nhân loại nhằm bảo tồn các di sản thế giới. Theo kế hoạch, phiên họp của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO sẽ kéo dài đến hết ngày 12 tháng 7 với nhiều nội dung được thảo luận, trong đó có vấn đề bảo vệ rừng nguyên sinh Biodiversa ở Ba Lan, vấn đề khôi phục và bảo tồn các di tích bị chiến tranh tàn phá ở Aleppo, thành cổ Palmyra ở Syria cùng nhiều vấn đề quan trọng khác. Bên lề phiên họp còn diễn ra nhiều sự kiện đáng chú ý như diễn đàn chuyên gia trẻ, diễn đàn các nhà lãnh đạo khu vực di sản thế giới, v.v. Theo thống kê, hiện có 1.052 di tích của 165 quốc gia được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Nhà hát Opera Sydney vừa tổ chức một màn trình diễn đầy màu sắc nhằm tôn vinh nghệ thuật thổ dân Australia. Trong đó, màn trình diễn ánh sáng kéo dài 7 phút mang tên Badugili, theo ngôn ngữ của người bản địa Gadigal, có nghĩa là ánh sáng nước, đã gây ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Những màn biểu diễn ánh sáng này thường được diễn ra vào lúc hoàng hôn mỗi ngày, tái hiện lịch sử hình thành và phát triển của những tộc người đầu tiên ở Australia. Người đứng đầu nhà hát Opera Sydney, bà Rhoda Roberts bày tỏ hy vọng những màn trình diễn ánh sáng thường xuyên này sẽ góp phần giới thiệu lịch sử các dân tộc đầu tiên của Australia tới hàng triệu du khách ghé thăm địa danh này mỗi năm. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.